Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Việt An TV. Mình là Tô Mốt. Khi chi phí năng lượng không ngừng tăng cao và nhu cầu sản xuất đa viên ngày càng gia tăng, việc lựa chọn máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và cạnh tranh bền vững. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các giải pháp tiết kiệm điện tiên tiến, các loại máy làm đa viên mới hiện nay như EVA, Ivan, Ivan S không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành đáng kể. Hãy cùng tôi khám phá xu hướng này và lý do tại sao hướng đi này là hiệu quả cho các doanh nghiệp trong năm 2025. Thứ nhất, tiết kiệm năng lượng, bài toán lợi nhuận dài hạn. Những chiếc máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng EVA, Ivan, Ivan S được Việt An thiết kế giảm lượng điện tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí. Nếu những chiếc máy làm đa viên đã qua sử dụng hoặc những chiếc máy làm đa viên sử dụng một linh kiện cũ như máy nén, bình ngưng, bơm, thông thường sẽ tiêu tốn một lượng điện lớn để tạo ra đa viên, thì các dòng máy làm đa viên mới hoàn toàn ra đời sử dụng công nghệ hiện đại như công nghệ trục vít, giúp tiết kiệm điện năng tới 30-40%. Đầu tư lắp đặt máy làm đa viên tiết kiệm điện chính là giải pháp thông minh để giảm chi phí lâu dài, từ đó gia tăng lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp. Thứ hai, hiệu suất sản xuất cao, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Với thiết kế thông minh, toàn bộ linh kiện cao thành đều là hàng chính hãng, chất lượng cao, chưa qua sử dụng và được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Đức, Anh, Pháp, Ý, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Những chiếc máy làm đa viên mới hoàn toàn tiết kiệm năng lượng này không chỉ tiêu thụ ít điện năng hơn mà còn rút ngắn thời gian làm đá và cho phép sản xuất nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu sản xuất ổn định, hiệu suất cao từ thị trường. Các dòng máy EVA, Ivan, Ivanet này sử dụng hệ thống làm lạnh tự động, công nghệ vượt trội và máy nén mới hiệu suất cao, kết hợp với hệ thống sao cắt cao cấp giúp tạo ra lượng đá viên đồng đều về kích thước và chất lượng, giúp doanh nghiệp sản xuất ổn định và nâng cao sản lượng đá viên mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Thứ ba, công nghệ trục vít, chìa khóa cho tiết kiệm và ổn định. Máy làm đá viên sử dụng công nghệ trục vít model Ivan, Ivan S hiện đang được ưa chuộng nhờ khả năng hoạt động liên tục, ổn định, hiệu suất cao của máy nén. Điểm đặc biệt của công nghệ trục vít là cơ chế nén liên tục, không bị gián đoạn trong suốt quá trình vận hành, giúp duy trì áp suất ổn định và tăng năng suất làm việc. Thiết kế trục vít đồng thời giúp giảm ma sát và tiếng ổn định, kéo dài tuổi thọ và hạn chế chi phí bảo trì. Đây là lý do máy nén trục vít được ưu tiên sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu năng suất cao và hoạt động bền bỉ, tối ưu hóa chi phí vận hành dài hạn cho doanh nghiệp. Công nghệ trục vít này có thể khắc phục được hầu hết các lỗi tồn động về cơ của những công nghệ ra đời trước đó, giúp đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục, không bị gián đoạn. Những chiếc máy làm đa viên sử dụng nén trục vít này có thể chạy liên tục, ổn định mà không lo ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Thứ tư, thân thiện với môi trường, thương hiệu của doanh nghiệp xanh. Những chiếc máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần giảm thiểu tác động môi trường. Việc sử dụng các dòng máy làm đa viên tiêu hao ít điện năng đồng nghĩa với việc chúng ta đang chung tay giảm thiểu lượng khí thải carbon, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh xanh trong mắt người tiêu dùng. Đối với những doanh nghiệp muốn gia tăng uy tín và xây dựng thương hiệu bền vững, việc đầu tư vào máy làm đa viên tiết kiệm điện năng lượng là một bước tiến quan trọng hiện nay. Thứ năm, lợi ích kép, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Đầu tư lắp đặt những chiếc máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng EVA, Ivan, Ivan S, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, từ đó có nhiều lợi thế hơn khi cạnh tranh trên thị trường. Việc giảm chi phí sản xuất đồng nghĩa với khả năng điều chỉnh giá thành sản phẩm đa viên ở mức cạnh tranh so với các đơn vị cùng lĩnh vực, thu hút khách hàng và mở rộng thị phần. Năm 2025, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường và các doanh nghiệp cần tối ưu chi phí để tồn tại và phát triển,
Việc đầu tư máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là chiến lược phát triển bền vững, giúp các doanh nghiệp nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh nước đá, đồng thời xây dựng thương hiệu uy tín và thân thiện với môi trường. Xu hướng sử dụng máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn giúp các doanh nghiệp vững vàng hơn trước những thách thức tương lai. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đầu tư dài hạn, những chiếc máy làm đa viên tiết kiệm năng lượng như EVA, Ivan, Ivan S với đủ các công suất cơ đá chính là sự lựa chọn hiệu quả để phát triển sản xuất đa viên một cách thông minh, tiết kiệm, bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm, hãy để lại comment hoặc liên hệ theo số hotline hiển thị trên màn hình này. Mình là Tô Mốt, người Lào thích nói tiếng Việt. Xin chào! Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An, chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối, xuất khẩu, máy làm đá viên, dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy thổi vỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline 0949414141 hoặc 0942414141, website vietan.vn.